Ừ. Hồi nãy con mở không đâu Italian đấy, con thấy là có người lạ chui vô rồi rồi cả bé nó khác chào rồi bắn luôn. Phiên bản Italy nữa à? Đây con cho cô Tôi xem xem này, phiên bản đấy. đây nè, đây con có là đây nè Italian nè. Úi sao không có tiếng À, tức là có thuyết đấy, minh bằng tiếng Ý đúng không? đúng. Lấy con Ok. tìm được mà cô. Để Ok. con đó. Ok. Ok. Rất là hay. Thế thì chắc là chúng ta học luôn nhá. Đây là các bạn đã Dạ. đủ chưa nào? Có Phú này, Phúc này. Xin chào bạn An mới này. Chào chị Ngọc, lâu lắm rồi mới thấy chị Ngọc. Chị khỏe không Chào cô ạ. ạ? Chị khỏe không ạ? Là Này, này chị bận đúng không? người mới cô. Dạ. Này tóc cô thấy lạ lạ mới mới À, bình thường thì em cuộn hết tóc lên, không thể thả tóc. ạ. Thôi. Ok, vẫn còn thiếu bạn Xuân Hương. Ok, chắc là bạn sẽ vào muộn một tí. Bạn Chúng Xuân ta cứ bắt đầu bài học luôn đi. Hương, cô bạn Xuân Hương toàn là vô toàn là vô đăng nhập Zalo mà, nhưng mà con vô Zoom toàn là miễn phí do trong đó là con đăng nhập được host mà cô. Ừ. Bình thường cô thấy bạn Xuân Hương vẫn vào được mà. Hôm nào bạn ấy vào được, vẫn vào được mà. Chỉ có mấy hôm đầu có hai hay là một hôm đầu ấy, bạn ấy không vào được. Hôm sau là bạn vào được rồi mà. Bạn Xuân Hương còn gửi bài cho cô từ hôm qua cơ. Hôm nay chúng ta chữa bài của hôm trước cô giao nhé. Các bạn đã làm bài tập chưa? Các bạn đã làm bài tập chưa? Xem nào, cô mở lại cái trang này ra. Cái phần nó giao những bài gì nhỉ? Ở cái phần à đây tập này sẽ dùng được một cái sản xuất ít số nhiều để mạo từ xác định. Ok, chúng ta ôn lại cái bài mạo từ xác định nhá. Ở trong một cái bảng. Đây này. Trên màn hình này. Ok. Bây giờ nhé, chúng ta sẽ đây cô sẽ gọi lần lượt các bạn để các bạn điền mạo từ xác định cho các cái danh từ. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ điền mạo từ xác định cho cái hai hai cái cột đầu tiên là danh từ số ít giống đực và danh từ số ít giống cái nhé. Đấy. Điền mạo từ xác định cho hai cái cột này cho số ít trước nhé. Đây là các bạn có nhớ kiến thức không? Xin mời, đầu tiên là xin mời bạn. Xin mời bạn An nào. Từ đầu, Ragazzo. ragazzo. Mạo từ xác định của cái danh từ ragazzo là gì? Bạn An đã biết danh từ xác an gì nhỉ? Mạo từ xác định chưa nhỉ? Mạo từ xác định của danh từ chưa nhỉ? Alo An. An bật mic lên không? Con chưa biết đúng không? Ok. Các bạn có cần cô phải đi lại một đợt về cái mạo từ xác định không? Không cần Cho đâu danh cô, từ. con thì chạy rồi. Ok, thế thì chúng ta sẽ bắt đầu với bạn Phúc nhé. An xem các bạn làm bài rồi lát nữa cô sẽ quay lại cô chữa.
cô nói lại cái phần kiến thức. Xin mời bạn Phúc nào. Cô đầu tiên con có tìm được là ragazzo. Ragazzo, mạo từ xác định của nó là gì nhỉ? Không, cái đấy là cái đuôi, mạo từ xác định cơ. Mạo từ xác định là cái này này. Đang rồi, để cô xem nào. Mạo từ xác định là in la lô là phẩy. Bạn nhớ không? Đây. Đây các bạn có nhớ các bạn. Đây là số ít, đây là số nhiều. Đây là mạo từ cho danh từ, mạo từ xác định cho danh từ. Số ít giống đực và giống cái. Khi mà mạo từ là in, mạo từ là in thì sẽ đi với cả danh từ giống đực số ít. Khi mà nó bắt đầu với các chữ cái, đây này, il tavolo, il libro, nó bắt đầu với các chữ cái là phụ âm, là các phụ âm. Trong tiếng Ý thì có các phụ âm và có năm nguyên âm đúng không? Còn lại là các phụ âm đúng không? Năm nguyên âm. Đấy. L phẩy khi mà nó đi với cả mạo từ nó đi với cả danh từ số ít này, giống đực này và bắt đầu bằng nguyên âm. Đấy. Còn lô, trường hợp lô ấy thì nó sẽ có các cái trường hợp là đi với cả mạo từ đi với cả danh từ số ít này, số ít này, giống đực này, số ít này, giống đực này và bắt đầu với các chữ cái là phụ âm kép là st, ví dụ như là cái danh từ là studente này, psc, psicologo, hay là pn hoặc là gn, x, ypsilon, zeta, các chữ cái là zeta, ypsilon, x, g, n, nhờ, bắt đầu bằng nhờ. Đấy, các cái trường hợp như thế này này, bắt đầu với các, khi mà các cái danh từ ấy, nó là số ít giống đực. Các bạn nên ghi vào nhá, nếu mà chúng ta không nhớ được ấy, khó nhớ ấy, thì chúng ta phải ghi vào vở ấy. Chắc là cô sẽ cần phải hệ thống lại kiến thức để bằng tiếng Việt. Thực ra là cô cũng có nói rồi đây này, cái phần mà in lô la l phẩy này, nó sẽ đi với cả các cái danh từ tương ứng đây này. In thì sẽ là danh từ giống đực này, còn la thì sẽ là danh từ giống cái này. L phẩy là cũng là đi với cái danh từ giống cái và bắt đầu bằng các cái nguyên âm. Đây là dạng số ít thôi nhá. Còn số nhiều ấy thì nó sẽ biến đổi này, in thì sẽ thành y, còn l phẩy này sẽ các cái danh từ ấy mà nó đi với cả cái chữ l phẩy này này, đấy thì sẽ đi với cả li, biến đổi thành li, l phẩy này biến thành li, còn lô thì sẽ chuyển thành li, còn la thì chuyển thành lê, còn các cái danh từ ấy mà nó đi với cả cái mạo từ l phẩy này này mà danh từ đấy là danh từ giống cái thì sẽ chuyển thành lê, đúng không? L phẩy chỗ này chuyển thành li, đúng không? Tại vì chỗ này nó là cái danh từ giống đực thì l phẩy sẽ chuyển thành li. Còn cái l phẩy của giống cái này này
số ít giống cái, khi mà chuyển sang số nhiều sẽ chuyển thành lê. Đấy. Consonante nhá, các bạn có thể kể lại cái bảng này. Thì các cái chữ tiếng Ý này này, cô có thể giải thích một cái chữ tiếng Ý này. Maschile là giống đực, còn femminile là giống cái. Davanti a là phía trước, đằng trước, phía trước, nghĩa là phía trước, trước một danh từ mà bắt đầu bằng một phụ âm này này, phía trước là một phụ âm, phía trước là một phụ âm. Singulare là số ít, còn plurale là số nhiều. Chúng ta rất là hay gặp các cái chữ như này, số nhiều, số ít. Ở đằng trước là phía trước. Maschile là giống đực, giống cái là femminile. Nó nhiều đấy, nó rất là nhiều quy tắc đấy, chúng ta cần phải nhớ thôi. Bây giờ chúng ta quay lại bài học nhé. Các bạn là đấy, đi lại từ đầu cho nên nó không bị mất thời gian nhỉ. Các bạn đã làm được bài chưa nhỉ? Bây giờ cô gọi thử các bạn xem các bạn có làm không nhé. Xin mời Phúc. Phúc đã nhớ lại bài được chưa? Rồi ạ. Thế thì Phúc làm cho cô bạn cái từ đầu tiên là ragazzo. Ragazzo là gì nhỉ? Li á, số ít thôi mà. Số ít, số ít. Đây, cô mở lại cái bảng. Chỉ có các cái mạo từ như thế này thôi nhá. Còn bên này là số nhiều. Cô cứ cho các bạn khác làm câu khác thì còn nhắn đáp án nhiều. Thế thì cô sẽ xin mời bạn Galilei nhé. Galilei làm cho cô cái từ đầu tiên nào. Phần từ cô là ragazzo. Ừ, ragazzo. Mạo từ sẽ là, mạo từ của ragazzo sẽ là, à, Phúc, Phúc có anh kia đây là đi đặt cái số đó. Mạo từ là gì nhỉ? Mạo từ của ragazzo là, mạo từ xác định của ragazzo là, nó đây nhá, nó bắt đầu bằng một phụ âm đúng không? Ragazzo là danh từ giống đực đúng chưa? Đây này, có cái hình mà hình hình người người con trai này. Đấy, thì nó sẽ là biểu hiện cho là danh từ giống đực đúng không? Danh từ giống đực mà bắt đầu bằng một phụ âm là ere đúng không? Thì chúng ta có cái bảng này đúng không? Danh từ giống đực này, maschile này. Đấy, và bắt đầu bằng một phụ âm là consonante là một phụ âm này. Đấy, thì sẽ là il. Il singolare, số ít là il, đúng chưa? Chúng ta soi vào cái bảng này. Đấy, thì sẽ là il. In ragazzo. In ragazzo. In ragazzo. In ragazzo. Không phải là li đâu nhá, nhá. In ragazzo. Con ghi nhầm. Ừ. In ragazzo. Ok. Tiếp theo, Bambino nè, Bambino xin mời Phúc nè. Bambino. Bambino thì sẽ là il bambino. Il bambino, đúng rồi. Bởi vì nó bắt đầu bằng phụ âm ạ. Phụ âm, danh từ giống đực và bắt đầu bằng một phụ âm. Đúng chưa? In bambino. Ok. Danh từ thứ ba nè. Nonno.
À, xin mời bạn Phú nào. Cô xin mời bạn Phú. Non nồ. Non nồ là một danh từ giống đực đúng không? Dạ. Giống đực số ít. Và bắt đầu bằng nguyên âm hay phụ âm đây? Phụ âm. Phụ âm đúng không? Đúng rồi. Phụ âm thì mạo từ sẽ là Il. Là il đúng không? Dạ. Il. Il. Danh từ giống đực này bắt đầu bằng một phụ âm này và là số ít này thì sẽ là il. Chúng ta đang dùng là số ít mà, nên chúng ta chỉ đang quan sát vào cái phần này thôi nhé. Il. À, đâu rồi, đâu rồi. Il nonno. Ok. Rudy đúng rồi đấy. À, tiếp theo cô xin mời bạn Rudy nào. Rudy. Đây. Italia. Italiano đúng không? Cái này là kết thúc hết bằng các đuôi ô. Bằng đuôi ô hết. Italiano. Mạo từ sẽ là nó bắt đầu bằng cái này còn là phụ âm nữa không hay là nguyên âm đây? Bắt đầu là phụ âm hay nguyên âm? Nó cũng là phụ âm. Không, cái này là nguyên âm mà. Các bạn có nhớ năm nguyên âm trong gì không? A O I E U. Đúng chưa? Nguyên âm là các nguyên âm. Nguyên âm trong tiếng Ý sẽ là A O I U. Năm nguyên âm. Thì đây là nó bắt đầu bằng chữ cái là y đúng không? Bằng một nguyên âm. Đúng chưa? Nguyên âm thì chúng ta quay lại trong cái bảng này. Đây. Số ít này. Giống đực này. Chúng ta đang làm bên cột giống đực mà. Và bắt đầu bằng một nguyên âm thì sẽ là L phẩy, đúng chưa? Giống như là alambro, lùa một. Chúng ta bắt đầu đều bằng một nguyên âm đúng không? Đấy. Cho nên là cái trường hợp này sẽ là l'italiano. Các bạn biết nhỉ? L'italiano. Hả? L'italiano. Bạn hiểu chưa? Tiếp theo nhá, cái này này bắt đầu bằng một nguyên âm này, bằng chữ cái A này. Ok, xin mời chị Ngọc Ruby nào. Thưa cô là L phẩy ạ. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đọc là La Africano. Đúng rồi. La Africano. La Africano. Đúng rồi. Tại vì chỗ này nó có âm F này. La Africano. La Africano. La Africano. Ok. Danh từ tiếp theo Americano, cô xin mời Xuân Hương nhé. Americano. Americani. Ừ. Ờ, nhưng mà Americano thì mạo từ sẽ là gì nhỉ? Ô. Mạo từ là L phẩy. Đúng rồi, chính xác. L'americano cũng giống như là l'africano đúng không? Americano. Đấy, americano.
nó bắt đầu bằng một nguyên âm và là số ít. Danh từ lại là danh từ giống đực. Chưa? Đấy, học tiếng Anh chúng ta thấy nó giống học toán không? Nó có rất là nhiều chi tiết để nhớ để mà đưa ra một cái kết luận là đây là chỉ là mạo từ nhé. Ok, tiếp theo từ Europe thì đấy, các bạn sẽ đọc cho cô cái từ này ra và đọc liền với các mạo từ nhé. Tiếp theo chúng ta quay lại, xin mời bạn An nào. Bạn An đã hiểu bài chưa? Dạ rồi. Ừ, bây giờ An thử làm cho cô cái từ Europe. Phía sau sẽ là Europe. Europeo. Ừ, đúng rồi, Europeo. Mạo từ của nó sẽ là? Lờ phải. Đúng rồi, chính xác luôn. Gì? Tại vì? Le Europeo. Tại sao lại là lờ phải nhỉ? Mà không phải là in. Tại sao lại là lờ phải mà không phải là in nhỉ? Tại vì đây là nguyên âm. Ít, bắt đầu bằng một nguyên âm đúng không? Dạ. Yeah. Đúng rồi. Mạo từ lờ phẩy sẽ đi với cả danh từ giống đực này, số ít này và bắt đầu bằng một nguyên âm. À, giống như là các cái từ Italiano này, Africano này, Americano này, Europeo. Đây là I, A, E đúng không? Tiếp theo cái từ này, Ami gì đấy. Trong trường hợp này, cô xin mời bạn Bùi Anh Phúc nào, quay lại Bùi Anh Phúc nào. Cô câu này sẽ là l'amico, lờ phẩy thì chúng ta sẽ đọc liền là l'amico, đúng không? Rudy đúng không? Rudy biết đúng rồi đấy. L'amico, ok. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ sang bên family nhá, family xem nào. Xin mời Quý Phú Tặng Thế Phú. Xin mời Phú. Chúng ta sẽ sang cột nào family nhé, là danh từ giống cái. Đây, danh từ giống cái thì sẽ là trong chỉ có hai trường hợp thôi là la hoặc là lờ phẩy thôi. Thì la thì sẽ đi với cả cái danh từ giống cái số ít và bắt đầu bằng một phụ âm, và là phẩy thì bắt đầu bằng một nguyên âm. Đấy, thế thôi. Đấy. Từ đầu tiên nhá, từ đầu tiên là bên cuộc sống danh từ giống cái này sẽ là danh từ giống cái thì sẽ kết thúc bằng chữ A đúng không? Yeah. Ở đây người ta có gợi ý này, cộng với cái chữ A phía cuối này thì sẽ thành ragazza đúng không? Thì yeah. Mạo từ của nó sẽ là gì nhỉ? Cô nhỉ? La. Ragazza. Đúng rồi, la ragazza. Esatto. La ragazza. Ok, grazie Fu. Ok, tiếp theo nhé. Xin mời bạn Rudy. Dạ. Câu nào phải cô? Từ thứ hai, Bambi. Ở bên cục giống cái này. Bambi nè. Bambi nè, đúng rồi, giống cái đúng không? Giống cái và bắt đầu bằng một. La Bambi nè. La Bambi nè, ok, molto bravo. Molto bene. La Bambi nè. Ok, La Bambi nè. Từ thứ ba nhá, xin mời Galilei đúng nhỉ? Đến đây Galilei à? Có. Ừ. Từ thứ ba nè. Nôn nè. Và
Và mạo từ sẽ là? La non à. La non à. Ok. La non à. Ok, từ... xin mời chị Ngọc. Ruby ạ. À, thưa cô là L phẩy. Litanian ạ. Litanian. Ok. Đã. Italian. Ok. Continua. Facciamo con Xuân Hương. Dạ. Africa. Africana. Africana. Và mạo từ sẽ là? Dạ. Chú ý nhé, chú ý xem là nó bắt đầu bằng chữ cái nào nhé. La L'Africana. Lần này rất là tốt. L'Africana. L'Africana. Ok. Tiếp theo cô xin mời bạn An nhé. Dạ thưa cô là Americano. Americana. Americana. Ok. Và mạo từ sẽ là? L phải. L phải, đúng rồi. Vậy là chúng ta sẽ đọc là L'America nè. L'Americana. L'Americana. Ừ, ok. Grazie, An. Tiếp theo, cô xin mời chúng ta quay lại với cả... Ủa, sao cái nó nhảy đấy nhỉ? Xin mời bạn Phúc nào. Con cô là Europea. Thì... là... Europea. L'Europea. L'Europea. Ok. L'Europea. Ok, molto bene. Từ cuối cùng nào. Cuối cùng. Xin mời bạn Phú. Xin mời bạn Phú. Ameri. À, cái chỗ này là Ami. Cái thứ cô là lập phải. Ừ, đúng rồi. Và chúng ta sẽ đọc cái từ này thành La Mi. La Mica, đúng không? La Mica. Ok. Bạn Rudy đã biết rằng La Mica là cái từ đầu tiên mới đúng nhỉ? La Mica. Ok. Ok. Bây giờ chúng ta đang tăng từ số nhiều nhá. Số nhiều. Ragaz. Chỗ này là in ragazzo đúng không? Tôi nghĩ là các bạn nên ghi vào một cái bảng ấy. Các bạn từ nãy giờ có ghi vào vở không? Hay là các bạn chỉ nhìn vào màn hình thôi? Không ghi vào vở thì có. Ok. Vậy là chúng ta nhé. Chúng ta sẽ đánh cho mỗi tên sang bên cạnh các cái từ. Ví dụ như này. In ragazzo đúng không? Thì chúng ta sẽ đánh mỗi tên. Và chuyển sang số nhiều. Thì sẽ chuyển thành gì nhé? Chúng ta sẽ quay lại cái phần cái bảng này. In cái thì sẽ chuyển thành y. Ừ. In thì sẽ chuyển thành y. Và biến cái danh từ, cái đuôi của cái danh từ đấy cũng chuyển thành y luôn. L phẩy à, cái danh từ giống đực này, số ít này, và bắt đầu bằng một phụ âm đấy, thì nó sẽ bắt đầu sẽ đi với các mạo từ là L phẩy. Và chuyển sang số nhiều thì sẽ chuyển thành là li. Li. Và biến đổi cái đuôi O thành đuôi Y. Được chưa? Lô thì cũng chuyển thành ly. À, thành ly. Mà la thì sẽ chuyển thành lê. L phẩy của danh từ giống cái này. Đó. Thì sẽ là lê. Chuyển sang số nhiều sẽ thành lê. Được chưa? In chuyển thành y trước này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái cột này nhé. Xin mời, đầu tiên xin mời. À. Xin mời. Ôi, sao nó lại nhảy thứ tự lung tung không? Xin mời chị Ngọc. Thưa cô là i ragazzi. I ragazzi, ok, i ragazzi.
Ok. Như là gặp gì? Ok, từ thứ hai. Mời bạn Xuân Hương. Bambini. Bambini. Bạn mạo từ sẽ là? I. Đúng rồi. I bambini. Ok. Tiếp theo. Chúng ta quay lại. Xin mời bạn Phú nào. Non. Non. Nani đúng không? Nani thì sẽ có mạo từ là, đi với mạo từ là. Có nhiều đấy. Chúng ta đang làm gì? Nani đúng không? Nani à, li. Li à? Không, không phải. Cái này là nó bắt đầu bằng một phụ âm mà, chứ chưa phải là nguyên âm. Bắt đầu bằng nguyên âm ấy, thì nó mới là li. Chỗ này vẫn là inoni. Đúng rồi. Inoni. Rudy. Đúng rồi. Inoni. Inoni. Đây, đến cái từ này mới là li thì này. Xin mời bạn... xin mời bạn An. Xin mời bạn An. Cô là... Italiani. Italiani, đúng rồi. Và mạo từ sẽ chuyển thành? Li. Li, đúng rồi. Li. Li Italiani. Li Italiani. Đúng rồi, chính xác. Bravo. Bravissimo. Tiếp theo, xin mời bạn Phúc nào. Cô này có sẽ đưa là Li Italiani. Li Africani. Ừ, đúng rồi. Li Africani. Li Africani. Okay. Tiếp theo từ America. Xin mời Galilei nào. Galilei có đấy không nhỉ? Có. Ừ. Làm tiếp với cô ấy, cái từ America. Americani. Ừ, mạo từ sẽ chuyển thành L phẩy. Ừ, L phẩy, thế nhưng mà cái này là danh từ số nhiều nhá. L phẩy sẽ chuyển thành Li. Đúng rồi. Đây, L phẩy sẽ chuyển thành gì? Li. Đúng rồi. Ok, Li Americani. Ok, Rudy. Từ tiếp theo cô xin mời Rudy nào. Europe. Dạ thưa cô là gì? Europe. Europe, ok. Và mạo từ sẽ là? Li Europe. Đúng rồi, Li Europe. Li Europe. Ok. Từ cuối cùng của bên của giống đực này nào. Số nhiều giống đực nào. Xin mời bạn Xuân Hương. Ami. Ami. Chi. Chi. Ami chi. Đúng rồi. Thì mạo từ của nó sẽ là? Chi. Chi hả? Yeah. Yeah, đây là phải. Nhưng mà đây là số nhiều mà. Số nhiều sẽ không có L phẩy đâu nhá. Số ít mới có L phẩy. L phẩy thì sẽ chuyển thành Li, đúng rồi. Li amici. Ok. Các bạn cái ngang sang cái bên cái cột mà danh từ số ít ấy, chúng ta sẽ gạch ngang sang số nhiều sẽ chuyển thành gì? Ví dụ là in ragazzo thì gạch ngang và mũi tên sẽ là i ragazzi, là bên cột số nhiều, được chưa? I ragazzo, mũi tên và chuyển thành i ragazzi. Đấy, thì chúng ta sẽ theo dõi được dễ hơn. Đấy, là li italiani, li italiano thì mũi tên sẽ chuyển sang thành li italiani. Đấy, thì chúng ta sẽ nhớ.
tiếp theo cái cột bên giống cái này nhá, số cái số nhiều nhá, ta sẽ xem qua một tí. La sẽ chuyển thành lê đúng không, và các cái danh từ đi với cái lời phẩy ấy, thì sẽ cũng sẽ chuyển thành lê luôn. Giống cái thì rất là dễ chuyển thành lê hết, nên chúng ta đọc thôi nhá. Cho nên là cái cột này chúng ta đọc thôi, cô sẽ không ghi tên nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại với bạn An nào. La ragazza sẽ chuyển thành ragazzi. Đây là giống cái nhá, giống cái thì sẽ là sẽ kết thúc A sẽ chuyển thành E, giống đực sẽ là O sẽ chuyển thành I. Ragazzi. Chúng ta đang làm cái cột giống cái thì la ragazza sẽ chuyển thành là ragazze. Ragazze. Ragazza sẽ chuyển sang số nhiều ấy. Ragazza là số ít. Thì sẽ chuyển sang số nhiều thành ragazze. Số nhiều đây này, có hai người đây này. Ký hiệu hai người đây là số nhiều này. Ragazze. Thì sẽ là cái gì ragazze nhỉ? Le ragazze. Le ragazze. Số nhiều của giống cái thì chỉ có le thôi. Giống đực thì có i và li đúng không? Le ragazze. Ok. Từ tiếp theo, Bambi. À, xin mời anh Phúc nào. Con được Le Bambi. Le Bambi này. Le Bambi này, ok. Molto bravo. Tiếp theo, xin mời bạn Phú nào. Nonna. Nonna sẽ chuyển thành. La nonna sẽ chuyển thành là. Cô mời bạn Phú nhé. Không, Phú đi đâu rồi? Phú có đấy không nhỉ? Ok, xin mời chị Ngọc Ruby nào. Ngọc Ruby làm giúp em cái. Cô là Lê Non nè. Lê Non nè. La nonna, Lê Non nè. Ok. Từ tiếp theo, xin mời bạn Rudy nào. Dạ. À, con thấy là... Ừ. Italy. Để con suy nghĩ. Người Italian nè. Danh từ số nhiều của giống cái nhé. Danh từ số nhiều thì chỉ có là Lê thôi. Lê Italian nè. Giống cái thì chỉ có Lê thôi nhé. Số nhiều thì chỉ có Lê thôi. Danh từ giống cái mà số nhiều ấy. Lê. Chỉ có Lê thôi. Lê Italian nè. Lê đây này. Lê thì không phải là Lê đâu nhá. Lê Italian nè. Lê Italian nè. Ừ, ok. Thứ tiếp là xin mời bạn Xuân Hương nè. Dạ. Từ Africa. Tên nè. Đúng rồi. Thì mạo từ sẽ là Lê. Lê, đúng rồi. Lê Africa nè. Tiếp theo cô xin mời Galilei nè. Có. Ừ. Europe. Europe. Có hai chữ E đúng không? Ờ. Mạo từ sẽ là Gli. Không không. Chúng ta đang làm một cột số giống cái mà. Giống cái thì sẽ kết thúc bằng chữ E này. Là Europe đúng không? Và cái mạo từ của nó chỉ có số nhiều sẽ chỉ có ở dạng là Lê thôi. Lê. Lê. Ừ. Còn đây này, Family Lê này chỉ có dạng số nhiều là Lê thôi. Còn Masculine mới có là y hoặc là li. Li là của masculine nhá. Le là của feminine. Đấy là chúng ta đang nói về dạng số nhiều đấy. Y và li là masculine. Le là feminine. Cuối cùng
thì là le amike. Le amike. Le amike. Đấy, từ đây chúng ta sẽ có một cái bảng tóm tắt về cái danh từ ứng chiều. Xem nào, vậy gì nó không? Chắc chúng ta còn một cái bài mà chúng ta thêm nữa. Cái bài mà Due Nuovi Studenti. Hôm có thấy Xuân Hương có gửi bài rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại bài này nhé. Quay lại bài này rồi. Chúng ta sửa đi. Due Nuovi. Quattro nuovi studenti. Ok, cảm ơn các đây. Chúng ta sẽ nghe người ta đọc trước nhé. Chúng ta sẽ nghe người ta đọc cái bài này trước. Ông người cô sẽ nói lại cái phần từ mới. Cái gì vậy? Unità 4. Studio e imparo. Due nuovi studenti. Avete familiari in Italia? Cô nói về cái chủ đề của cái đoạn hội thoại trước đã. Professore, chúng ta có nhân vật trong các cuộc hội thoại là professore. Niga và bạn Damit. Professore nghĩa là cô giáo, thầy giáo. Đây này, cô giáo. Professore. Niga là Damit. À, đây, hai bạn nhỏ đây. Thế thì chúng ta sẽ xem được cái đoạn hội thoại này là ba cô trò đang nói về điều gì nhé.
Sì, abbiamo tutta la famiglia qui. E avete amici italiani? Due nuovi studenti. Avete familiari in Italia? Sì, abbiamo tutta la famiglia qui. E avete amici italiani? Sì, ma abbiamo pochi amici. I vostri genitori hanno amici italiani? Sì, loro hanno molti amici qui. Quanti anni avete? Io ho 16 anni e lei 14. Các bạn thấy có từ nào mới không? Bạn nào thấy có từ nào mới thì bật mic lên để nói cho cô nghe nhé, để cô sẽ giải thích. Có cái câu nào không hiểu Quy. Quy đúng không? Quy nó ở đây. Quy nó ở đây. Quy là qua. Quy là qua. Nghĩa là ở đây. Here. Right here. Ở đây. Abbiamo là gì nhỉ? Bạn nào có thể giải thích cho bạn Ruby không nhỉ? Abbiamo là động từ chia từ động gì ra? À, chia từ động từ gì ra? Abbiamo. Có ai biết không? Ai biết thì mở mic phát biểu giúp cô với giải thích cho các bạn nữa. Có thể là bạn cả. Động từ avere chia từ ngôi. Chia từ ngôi nào nhỉ? Ngồi nói. Ngôi nhỏ, đúng rồi. Bravo Hương. Brava. Nói abbiamo. À, có bạn nào nhớ cái bảng chia động từ avere không? À, có thể bật mic lên để đọc hay là cái động từ mà chia ra các ngôi như thế nào. Io thì sẽ là io io tu ai ai ok lấy nuôi lấy à lấy à đúng không nói abbiamo avete hanno loro hanno ok brava à loro hanno ok bạn nhớ không? Từ okay. Tiếp theo chúng ta có từ pochi đúng không? Pochi. Pochi amici trong cái từ là pochi amici. Pochi là ít. Pochi là ít. Molto. Molto là nhiều các bạn nhớ không? Molto. Molto. Molto và poco. Molto. Ma abbiamo pochi amici. Amici là danh từ số nhiều của amico rồi đúng không? Chúng ta vừa mới đọc xong. Amico là bạn. Amici là nhiều bạn đúng không? Pochi. Pochi amici chỉ có ít bạn thôi. Ok. Các bạn nhớ cái từ vostri này không? Vostri thực ra thì nó là số nhiều của vostro. Vostro. Vostro là của các bạn. I vostri genitori. Genitori. Bạn đã biết genitori nghĩa là gì không? Không ạ. Genitori là bố mẹ. Bằng cái từ parent trong tiếng Anh ấy. Bố mẹ hoặc là phụ huynh. I vostri genitori. Bố mẹ của các bạn. Bố mẹ của các bạn. Vostri là tính từ sở hữu ấy. I vostri genitori, bố mẹ của các bạn.
Có bạn là người Ý không? Đấy, thì bạn Lika bạn trả lời là sì. Loro, loro là thay cho i vostri genitori đây này. Đấy, tức là họ hanno, loro hanno molti amici qui. Qui là ở đây. Chưa? Ở đây tức là ở Ý ấy. Cô giáo đang hỏi là các bạn có gia đình ở Ý không mà, đúng không? Thì quanti anni avete? Quanti anni chúng ta quen thuộc rồi, hỏi tuổi đúng không? Avete là hỏi là avete là voi avete đúng không? Đấy, các bạn bao nhiêu tuổi? Thì bạn David bạn sẽ trả lời đây. Io ho 16 anni e lei 14. Ok. Bây giờ chúng ta xem nào, vero o falso. Vero là đúng, falso là sai. Đúng hay là sai? À. Thì câu đầu tiên là Nika è la sorella di David. Thì câu này là falso. À, khoan khoan. Nika è sorella di David là vero, vero. Ê. Câu này là vero, tức là Nika là sorella. Bạn nào có nhớ từ sorella không? Là em gái hoặc là chị gái của David. Chưa? Câu B nhá, câu B tiếp theo xin mời. Đúng rồi. Các bạn đọc rồi. À, cô không nhớ thứ tự trước, cô vừa nãy gọi đến ai. Thôi chúng ta quay lại từ đầu nhá. Xin mời bạn An nhá. Bạn An giúp cô xem là câu này là vero o falso. Vero o falso. Okay. Falso. Falso. Ok. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Nika và Damit non. Nika và Damit non là không đúng không? Không có gia đình ở Ý. Ý đúng rồi. Non hanno nghĩa là họ không có đúng không? Danh từ số nhiều. Số 3. Đúng rồi. David không có gia đình ở Ý. Đúng rồi. Vậy thì câu này là falso đúng không? Tại vì họ nói là có chúng tôi có tất cả gia đình ở đây đúng không? Đấy. Yeah. Vậy câu này sẽ là falso. Câu B sẽ là falso. Ok. Grazie. Câu B sẽ là falso. Câu thi chí đến lượt là Phúc nào. Cô xin mời Phúc nào. Phúc prego. La familia. Phúc đọc tất cả câu này. Leggi tutta la frase. La familia di la famiglia di Damit è di Pakistan. Falso, no? Họ đang ở đâu nhỉ? Họ đang ở Ý ạ. Exact, ok. Chi falso. Rudy viết là falso. Ok, grazie Rudy. Tiếp theo xin mời bạn Phú nào. Đi. Cô đấy không nhỉ? Câu C cô. Okay. Cô đi rồi. Câu C là falso rồi. Câu đi sẽ là chúng ta sẽ dịch câu này ra nào. Nika và Damit có. Có gì nhỉ? Poki là gì nhỉ? Poki. Câu này là đúng hay là sai nhỉ? Là đúng. Ừ, là đúng đúng không? Thông tin là ở đâu? Cô có thể chỉ cái câu đấy không?
Nika và Damit thì có ít bạn đúng không? Poki là ít, Amici là bạn, ít bạn ở Ý đúng không? Đấy. Câu này thì thông tin ở đây này, sì, ma abbiamo pochi amici. Chưa? Vậy câu này sẽ làm vero. Ok. Đi sẽ làm vero, bạn Rudy viết đúng rồi đấy. À, câu tiếp theo cô xin mời bạn Rudy nào. Câu E. Thưa cô là falso. Falso? À, con có thể đọc cái câu lên giúp cô không? Dạ thưa cô. I genitori. Gen. Sono donne. I genitori di Damit e mia hanno pochi amici. Có nghĩa là genitori có nghĩa là gì ta, quên rồi. Genitori là bố mẹ. Con phải viết 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 cái nghĩa, viết cái từ ra xong rồi viết nghĩa ở bên cạnh. Đó. Là chúng ta sẽ bố mẹ của Damit. Đúng rồi. Đi và của Miga có bạn. Okay, ít bạn gì? Ít bạn, bạn. Ừ. Vậy sẽ là falso á. Con này sẽ là vero. Đúng, con này đúng đấy. Vero. Đây này, cái câu này đây này. I vostri genitori hanno amici italiani? Đấy, bố mẹ của các bạn có bạn ở Ý không? Bạn là người Ý không? Thì Nika có nói là sì, loro hanno molti, molti amici, molti, à, amici qui. Molti sẽ đối, à, sẽ có nghĩa trái ngược với cả pochi. Pochi là ít thì molti sẽ là nhiều. Pochi amici, molti amici, có nhiều bạn ở đây, ở Ý đấy, được chưa? Thì sẽ câu này sẽ là vero đúng không? À đâu? Câu này là falso đúng không? Có nhiều bạn, có nhiều bạn thì đây là pochi amici. Thì là có ít bạn đúng không? Ok, câu này sẽ là falso. Câu E sẽ là falso. Ok. Tiếp theo cô F, xin mời Galilei. Cô tiếp theo là chị Ngọc nhé. F, Nidga. Có. Nidga. Vero. Câu này nghĩa là gì? Niga 14 tuổi và Damit 16 tuổi ạ. Rudy làm gì đây? That's my transcription. Okay. 14 tuổi và Damit 16 tuổi đúng không? Câu này ở đây đúng không? Nika 14 tuổi và Damit sẽ là 16 tuổi. Ok, Damit trả lời đây này. Tôi 16 tuổi và cô ấy là 14 tuổi. Ok, vậy câu này sẽ là vero đúng không? À, câu G, xin mời chị đọc. Thưa cô, câu này là vero. Vero. Thông tin ở đâu ạ? Damit è il fratello di Nika. Đây là anh trai của Nika. Nika. Ok. Ok, câu này sẽ là vero. Ok. Please là vero. Đây câu đầu tiên là Nika là anh trai, à là em gái hoặc là chị gái của Damit đúng không? Thì cái câu vừa ngược lại sẽ là Damit sẽ là em trai hoặc là anh trai của Nika thôi. Ok.
chữa bài mà cũng hết luôn giờ rồi, không học được bài mới. À, giờ sau nhé, giờ sau cô muốn cho các bạn chuẩn bị một cái bài có chủ đề là về đi siêu thị nhé. Đi siêu thị thì chúng ta khi mà đi siêu thị ấy, chúng ta mua cái gì đấy thì chúng ta sẽ nói như thế nào. Giờ sau chúng ta sẽ có bài ở trong sách Italian for Beginners. Này, cái sách này này. Cái trang này sẽ là trang 36. Thì chúng ta sẽ học trang 36 nhé. Từ trong trang 36, trang 37. Nếu mà có thời gian thì chúng ta sẽ học luôn trang 38. Tại vì là trong cái trường hợp này là sẽ đều có trang 38 và trang 39 này. Các cái trang này là đều trong cái chủ đề đi siêu thị. Hỏi là cần mua cái gì này. Và giá cả là bao nhiêu này. Cần mua bao nhiêu. Và giá là bao nhiêu. Đó. Ok. Các bạn chuẩn bị cho bài lần sau nhé. Xem bài trước là xong để chúng ta học từ mới. Để cho giờ sau ấy chúng ta học cho nhanh. Chúng ta sẽ học đọc những cái câu này lên. Và sẽ học cái cách hỏi và cả trả lời khi mà đi siêu thị nhé. Ok. Vậy các bạn có thể tắt cái live bây giờ đi. Và chúng ta sẽ nghỉ tại đây nhé. Good sharing, okay.